Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng một mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư câu đối lòng mo bằng chất liệu gỗ vụ Lào đã được sơn PU cánh dán màu hơi vàng. Đây là đơn đặt hàng của anh Quỳnh, anh ở Hà Tĩnh. Thì chúng tôi khi hoàn thiện thiếp vàng xong thì chúng tôi sẽ gửi xe khách cho gia đình anh lắp vào nhà thờ. Vì anh ở xa không về được thì anh có thể xem qua video trên YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành, cuốn thư câu đối gỗ vụ lòng mo. Trong clip này chúng tôi cũng báo luôn cái kích thước để quý vị có thể tham khảo. Kích thước của cuốn thư là dài 2m17, rộng 97 và dày 5 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép. Ở giữa chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, không có phụ đề tiếng Việt theo như yêu cầu của anh. Thì quý vị nào mà ưng mẫu phụ đề tiếng Việt thì quý vị có thể xem các cái clip trước chúng tôi đã làm rồi. Ba chữ này là ba chữ Đức Lưu Quang. Và bên đây là câu đối lòng mo. Có kích thước dài 2m2 và chiều rộng là 42, chiều dài là 5 phân. Câu đối lòng mo này là câu đối lòng mo ghép. Thì câu đối lòng mo nó có hai dạng, một dạng liền và một dạng ghép. Dạng liền thì đắt hơn và dạng ghép thì giá thành nó hợp lý hơn cho người tiêu dùng. Thì hoành phi này là kích thước dài 2m2, rộng 42 và dày 5 phân. Được chặt gấm và sơn PU thiếp vàng theo như yêu cầu của anh. Bên trên chúng tôi đục dây rơi và phía dưới thì chúng tôi đục cả lãng hoa. Và bên trong lòng thì chúng tôi chặt gấm. Chặt gấm chữ thập. Riêng về câu đối lòng mo thì chúng tôi phải chặt gấm rồi. Vì ít khi quý khách hàng để trơn. Để trơn là theo tùy sở thích của mỗi người thôi, chứ còn 99% là chúng tôi câu đối lòng mo, chúng tôi đi nền gấm. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là một ông ngựa thờ trắng. Trong vài ngày sắp tới chúng tôi sẽ bàn giao về Nghệ An gần đền ông Hoàng Mười. Và các bạn cùng chiêm ngưỡng đôi câu đối lòng mo đây, dài 2m2. Đôi câu đối này dài và rộng. Đi cùng với chiếc cuốn thư. Khi chúng tôi quay xong video clip này chúng tôi sẽ bọc hàng cho gia đình anh. Quý khách ưng mẫu sản phẩm này, quý khách có thể điện cho chúng tôi qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều đồ thờ cúng bằng gỗ như tượng thờ, ngựa thờ, cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối, khám thờ. Quý vị có thể xem thêm ở trong trang chủ. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất, và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.